xin chào quý khán giả của kênh Gái Biết Miền Tây và Quý Vlog. Thì hôm nay chị em mình sẽ đi đốn dừa để làm rau câu dừa, và một cái thì mình làm sẽ làm mứt dừa để gửi biếu. Thì bây giờ mình sẽ mời quý khán giả đồng hành cùng các chị em mình nha. Hôm nay là có chị Chính, chị Diệu và Tú. Đó, mình phải làm này là phải vừa xiêm quý khán giả. Rồi mình bỏ cho tới dừa luôn hả? Mình chặt tới dừa, còn nào cái thì mình lấy. Tức thiệt chứ. Đi ra hai mấy em đi ra để dừa rớt té. Đây. Em cũng không biết giật đây. À, hai con này Hào. Hào ra đây nè. Hào dẫn em ra đây. Đó, ba con. Đó. Bà ơi, cái cuốn ở tên bà ơi. Cái buồn dừa này mà. Ê bậy, thôi mình sẽ khứa cho nó máu cái đi. Rồi. Thôi đi tấm tấm lắm, khi rảo theo tờ dừa nó xuống luôn ta. Có. Nhưng mà buồn này nhiều quá. Ồ, buồn này là ngon nè. Dừa xinh thiệt. Bây giờ anh đi ra thập. Đó. 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 Trời ơi. Đây là quý khán giả. À, vừa mình chặt đóng đóng vậy nè. Rồi Tú qua chặt lấy nước đi. Dao đâu, đợi cậu bữa lấy nước em cạy cho nè. Trời ơi, gia tài có một con dao à. Nãy quên sắp theo. Dao ăn dao nói. Đây là mình làm mứt đi quý khán giả. Lấy nước thì đổ rau câu. Ôi, dừa nào. Đây là rau câu này, mình lấy là lấy này nước làm rau câu. Còn cái trái đó mình làm mứt dừa. Tiện lợi với quý khán giả. Trời ơi, nước nhiều quá. Ủa, vậy nhau yếm từ đâu ta? Chị Chính kêu lấy dừa bào bào. Chị lấy một con. Có một con dao à, một đống người ngồi đây con dao. Đó trời, không được, đi đây chị làm bể chú ơi. Đây qua coi chị Chính nại bằng đũa bếp. Để hết dừa đâu có ăn, nó dụng dừa hết á. Ghê thiệt, bởi vì dân chuyên nghiệp nãy khác có mới nại vô cái bị rồi không thứ nào không có biết kỹ thuật nào cho nó nguyên cái miếng dừa vậy nè mới sắc nó được chứ, vậy để nó hao dừa phải không? Nó nát dừa hết trơn à. Vậy nó cứ nguyên miếng. Qua Tú sẽ gọt. Gọt là đừng có cạp nha Tú. Vì non mình làm mình phải ngâm nước chứ không nó thay mũ. Này dẻo dữ không chị Chính? Này mềm dữ lắm. Công đoạn mình cũng làm dữ dằn đó quý khán giả. Đó. Nạo miếng dừa ra cho nó nguyên như vậy nè. Đó. Để cái chùm vô nước. Ồ, trái này ngon nè chị Chính. Ừ, cái cá vậy nè, làm ra nó ngon nè. Đâu ai làm dừa như mình vậy hả chị Chính? Làm trời, đâu là mất cái miệng bự. Ồ, miếng nó ngon. Miệng nhỏ quá, đổ nước lâu. Cậu khoét đại miệng bự bự rồi cậu ơi. Nào ông nói nhà em đem mấy con dao. Bệnh có mấy bữa mà nó cũng sốc rồi mà ha. Cắn mất tiêu luôn á. Cắn nào. Cắn mà cắn từ đầu tới đít á, nhớ không? Cái gì nữa? Dao cắn. Cái lưỡi đâu rồi. Cắn cắn từ đầu tới đít. Dao nhỏ hả? Dao mà cắn đầu tiên quý đem vô đó. Rồi đâu? Mất tiêu rồi. Dao mà cắn từ cái cán tới ấy đó.
Biết rồi. Này cũng. Tôi đi con chết thôi, tôi đi gì nào soạn bị 2 kg nước dừa qua cho má đâu kìa. Ờ đúng rồi, có phải soạn bộ bikini rồi. Bikini cho ha. Đây cho chuyện bộ với Tú. Em đặt chuyện rồi em rồi. Ừ. Chứ đặt không? Không. Tu tự xuống là cá tự chết tự lên bờ hết trơn. Bởi sao vừa vừa đừng có lố lắm. Ô về. Ô về. Đừng út về vậy Tú. Kêu hai mảnh thôi, bốn mảnh. Có đó hả? Ai biết cái nào có được rồi. Thôi chi vô chặt nè. Lúng thịt. Mày đặt làm sao mà xuống sông chém chép mà đừng trốn được. Chết mà nó trốn nó lóc nổi lên xong chết. Mát không? Nhìn là thấy mê liền. Còn này cái nè. Còn bên kia cái non. Thả xuống cho tắm. Biết lội mà. Lên lên lên. Lại đây nè, lại đây nè. Không được. Bây giờ là sẽ ngâm ra cô dừa. Đó. Càng ngày càng Liên Hiệp Quốc đâu. Thì hôm nay là mình sẽ 6 lít nước dừa là mình bỏ hai bịch này, hai bịch này, dung lượng của nó là 2 lít một gói, đó mình tút ra, đây là răng Liên Hiệp Quốc. Hết thời gian, trời ơi, không phải là về ăn lúa, cải phân. Rồi mình sẽ quậy lên. Quậy này lên. Đó này ra câu dừa cho nó dẻo. Mình quậy đều tay tan cho nên cho nó tan đến 30 phút nha quý khán giả. Quậy hoài chưa dịu, quậy sao tới 30 phút thôi nha. Nào, già để chừng nào viết chi chút lại đi. Những già thì viết chi chút lại. Thì dừa mình đã rửa chín đi rửa rồi đó. À giờ chuẩn bị qua khâu sắt. Sắt rồi mình phải ướp hả chị Chính? Rồi trước khi xong trước khi mình làm xào mức dừa thì mình làm đổ rau câu. Thì bây giờ chị Diệu đã quậy nên đã đem xuống quá ô về. Chị bự hơn nữa chị Chính. Bự hả? Bự hả? Được rồi, được rồi, bự bự vậy á. Chứ nó mỏng quá không được, muốn bự bự á. Bằng ngón tay mình hai ngón vậy á. Ờ, bự lên, đúng rồi, vậy đó. Nó đang kho gì vậy ta? Cậu đi rửa câu đi cậu. Rồi chúng ta sẽ bắt bếp, bắt mình bếp. Bắt phải dài là đó. Trời đất ơi. Nóng dữ lắm rồi. Mình sẽ bắt xuống bếp. Ba ta ơi, nhà có mấy đứa ở tại một câu. Già cá mà nó kêu phân quá chị. Còn trẻ nó ngồi tại chỗ cái sắt. Già nó bắt thôi. Bắt đây. Ai già hơn ai? Đây giờ thôi. Nhớ kiểu người ta một lửa, hai lửa của mình không có lửa nào hết trơn á. Ôi trời, chạy một câu vậy hả? À, giờ mình sẽ bắt bếp lên. Quậy lên, quậy đều luôn. Chứ để họ nó bị nín ở dưới quý khán giả. Đâu cho nó ngừng. Chứ quay già cho quay. Bắt ghế lại ngồi luôn chị Diệu ơi. Rồi, bắt ghế lại ngồi quậy đi. Già rồi, già cả rồi. Cái này dám sắp chỗ này dám ngồi bển bỏ vô kho được chứ. Bay bà không. Nó là mứt đã ăn. Bắt ghế lại ngồi quậy đi cậu. Trời ơi, già cả rồi. Chị Chính với Tú đang chuẩn bị sắt. Đẹp đẹp đấy, cái gỗ ra luôn ha. Cho vào bển kho ăn. Cho bển kho ăn. Ừ. À, màu cho chị không? Không. Điều trắng hả? Tí trắng thôi. Màu đâu phải màu ấy đâu tao quý. Màu tự nhiên mà. Không lẽ xào hai ổ cực á, ổ thôi. Trời ơi. Có gì đâu cực. Xào ổ trắng trước.
cái gừng cạn cái múc ra, múc ra cái xào rắn xong cái múc ra cái xào ổ màu, nó đặc rồi, chế màu vô chút xíu 15 phút. Chút xíu 15 cũng như xào một lượt luôn, tại trắng mà. Rồi tới chừng mà nó đặc nó kẹo rồi múc ra. Múc ra là mình xào cái trắng cho nó khô trước, rồi còn cái kia là bắt đầu sắc miếng bự như nào ấy. Chị ấy yêu cầu miếng bự, mình sắc miếng bự như cả nhà. Đó, chùa bà anh chị ăn mứt mà có ngán thì chị kho, chứ giờ em cũng không biết sao. Lần đầu tiên em làm miếng mứt này luôn. Mứt gì mà làm lỗ vậy Dính? Này có bao tay không vậy Chính? Ôi ôi, sạch sẽ này, nhìn thấy như vậy là biết sạch sẽ hả Tú à? Tươi lắm mà. Mình có trang không? Ôi, nó nghe xào 100 độ không còn nổi đâu. Nhiều người nói tại sao không mệt á, không bao tay. Này cái nó này sạch rồi. Bao tay đâu có làm được. Sắc nứt bao tay hết, ăn tới mũ không à. Cái gì? Ừ đúng rồi. Gì vậy cậu? Thở nhẽo đó. Nhiều nồi bị lủng phải rồi. Trời tôi mũi ba, nồi lủng chứ. Đúng rồi, nó nhiễu kìa. Ok ạ. Nó nhiễu kìa. Cái nồi mới mua quá. Nó quậy hồi xong nồi đặt lại là hết luôn á. Giờ sao? Đổi nồi. Thì nồi lủng thông qua 3-4 đợt bây giờ mới đổi qua cái nồi mới. Nóng không chị? Đó, chắc là mình biết cái nồi mới, không biết cái nồi này có bị gì không đây nữa. Không thôi, không có đâu. Cái nồi mình mua đây. Nó thơm nước dừa quá. Nói ra mặt trời đâu. Đây là dừa. Đó, chảo dừa sắc bự bự vậy tại cái người mua yêu cầu. Cái người bán hay người mua yêu cầu mình phải sắc cỡ vậy nè quý khán giả. À. Thì tới đây thì Tú sẽ lấy đường. Chị nói nhiêu ký dừa ta? Ký rưỡi đường. Lấy nhiêu dừa mà sẽ bán ký rưỡi đường. Rồi đường hạt. Bị hơn tôi luôn quý vậy. Này nhiêu dừa vậy chết? 3 ký dừa. Ký rưỡi đường. Ký rưỡi đường. Cho canh rồi vậy đó. Rồi Tú sẽ xào lên. Chọn lên đi, bỏ chỗ này nó nghỉ vậy. Rồi cho nó giãn ra. Thấy đó được chưa? Đã sâu lên. Đậu chưa sâu nè. Tú sẽ trộn lên. Tại vì nó khô rồi quý khán giả. Nó ra nước thì nó sẽ được. Mình có cái biết là ăn cá này nó lên nó tới lui đây. Nó khổ cho tôi lắm. Nó không đi tùm lum hết trơn. Chả một hồi bên tiếng đồng hồ mà không biết ra nó còn biết này không biết. Cái này nó quá thật. Cái này là không biết rồi, mấy tiếng không biết. Cái này là hỏi anh Táo á. Trời vừa cũng bự bự vậy ăn chắc bén luôn. Thấy nặng ghê không? Nó hiểu trên đời này không biết cái gì. Ở đâu giá son trời. Nó vô cái sẵn to á. Cái lon ba bụi giá chưa? Chạy vô tới đây. Ba bụi lon. Ừ, đúng rồi, ăn ba bụi cục giò. Mà không chết gì. Thì hổm về lát thì đồng luôn cái bò ngoại. Thì nó nồi. Mà họ bánh dừa ăn ngon hay chứ? Ai cũng khen gì chứ? Cho nguyên shop luôn. Nhường cái ta khen quá trời luôn. Ta hỏi gì nào có bán 320 nghe. Bữa nào làm được. Rồi giảm không đó. Làm cái bánh ra bán chắc lỗ. Lỗ tuột không được. Mà ta nói có đậu nó mới chịu nghe. Rồi đậu nấu vậy lỗ. Cái đó đậu phộng kìa, nó phải nấu đậu vậy ăn ngon, nó béo quá. Bánh bán 12 ngàn ai ăn. Cùng quá. Cục mẹ ơi. Trời ơi, chục tao. Bán 12 ngàn cái cho chết nữa hả? 5 ngàn cái. Cậu. Bán 10 ngàn 700 ngàn. Tao bán 5 ngàn cái mà tao bán không có béo, không có ngọt. Bữa hôm tôi mua 5 ngàn cái bánh bà lớn. Bằng cái bánh đó của mình á.
mà nó béo không? Không. Câu chúng ta đã sôi rồi, tan cái gì nữa mà tan. Giờ mình bỏ đường vô nha. Bỏ đường. Này giờ mình bỏ nửa cái đường. Nó lỗ bự như gì chứ. Được không? Lỗ bự ghê đúng ta. Thôi xé đi bà ơi. Rồi quậy lên đi chị Diệu. À, xé cái lỗ này chà bá. Ôi, xé vậy đó. Chứ phải nãy giờ đổ rồi hả? Chưa. Chưa kính ở đó, chưa định nữa cái đường nữa đó. Rồi. Uống này cậu thử rồi cậu. Trời ơi nó chưa có tan. Mới đổ xào mứt dừa. Giờ đang chuẩn bị mấy chị bạn nói quên chị Diệu và Tú đang chuẩn bị đổ rau câu dừa. Hả? Đổ vô đi chị Diệu. Tú. Sao tao múc vô luôn ha. Trời ơi thọt nguyên cái ca vô nhiễu nhão tè le. Cậu là phải sạch sẽ gọn gàng. Xong chưa em đổ nha. Đổ vô đi. Ủa cái đó là để ngoài cái kia chú bộ. Gắt vô đó. Rồi thì ta đổ vô đi hồi nó rắc vô. Rồi cái mỏ làm lại gắt vô coi. Lấy cái mỏ vô làm lại coi. Hả? Đây mình sẽ đổ lên rau câu dừa quý khán giả. Đổ vô à. Trái dừa. Có đó. Cái dừa luôn. Đó thì chính là phải bỏ dừa. Đó. Trời ơi. Trời ơi nó ngon làm sao. Đó. Đó. Nhà Tú mấy này nó chưa có nè, Tú đầy nè Tú. Giờ tới món tiền thống đổ nha. Sững nhiều quá. Ở sắp kẹo rồi kìa. Ủa đồ con chó hả? Ôi mẹ ơi nắng rồi cười mệt dữ lắm. Nắng mà một bận bộ đồ cười chết luôn á. Đổ mồ hôi à. Áo bữa nào có mặc quần áo. Đã cái thân thì đen. Mua cái bộ đồ thì xanh. Ôi cho tao mua bộ đồ gì cho nó tiệp tiệp. Cái thân hình thì đang thu chùi lùi thì thôi ta mua cái màu gì được chút. Trời ơi, tính lấy màu đỏ nữa kìa. Trời ơi. Vô đây mà gặp con bò mà đi dọc đường mà bận có bộ đồ đỏ hay con bò nó dí chạy thì không biết được. Ai mua được câu dừa không? Mấy tụi em thất nghiệp quá, mấy tụi em bán đi. Lấy mấy sửng luôn chứ. Để mấy cái sửng nữa luôn. Bên đây hả? À. Để dưới đây. Ờ, à, để dưới, sửng ở dưới á. Trời ơi, trời ơi. Không có nói là ngồi cạn luôn, hình nước màu. Ông chết thì não tiêu rồi. Thì sao ta? Để lên trên đi. Lên trên luôn hả? Ờ. À. Để nghiêng qua, để xéo qua, đúng rồi. Còn mấy thế này chừa lại hả? Ờ. Ừ. Ờ, lấy gì đây lại? Em kia đem qua bắt cực đi không chịu. Không có đầu bứt. À, chúng tôi sẽ đổ sữa vào quý khán giả ơi. Rồi, đó, đó, béo nữa nữa chị chịu ấu bãi nữa đó tối ngày. Ngọt quá ăn chị ngán. Béo nữa hả? Được rồi. Đó, thấy chưa? Ủa, cái gì chị làm lố lăng đừng làm lố. Ô về. Chị làm sữa nhiều nó không tới, kẹo hoài nó nước, kẹo hoài nó đâu. Miếng sữa nó mềm lắm, nó dẻo mềm. Nữa hộp rồi. Như rau câu ạ. Cái dẻo ăn như rau câu ạ. Nó giờ chị hơi chính là hết thời chứ không có liên. Thở hết. Chị biết không, cái này mà sữa nhiều quá nó kẹo quá nó không tới. Ủa rồi, bây giờ mình lại ra mình ăn đi. Là lý do gì ạ? Em làm rau dẻo mà, rau dừa. Rau dẻo. Nấu đường mà cũng đặc hết rồi nha. Một bịch rau câu nấu tới 4 lít nước á.
Hủi mẹ để tôi mất vị giác, tôi không nghe mùi gì hết trơn ta. Anh đập thở hơi chị Dính. Chị nghe mùi gì hết trơn hả? Chết rồi. Chứ còn bệnh đó mất vị giác. Nghe mùi thơm không mà mùi gì á. Nghe mùi ai sức chịu thơm không? Đây em đập thử coi chị hả? Cái tú kìa, con tú nó thơm, không có hủi được cái mùi gì. Ồ, nó đi được cái mùi à. Vậy là tú. Ừ. Em lại cái hết mùi à. Lại cái mùi thơm. Trời ơi. Là nó bị ấy à, nó bị kẹo luôn, nó không khô cái miếng dừa đó, múc ăn cái bà nội á, chạy cái chất sữa nó có chất dẻo, là không có gửi đi được, muốn ăn không có bỏ nhiều được, nửa hộp là nhiều dữ lắm rồi, thấy chưa, nó dẻo kẹo luôn rồi, hồi lúc còn nhìn miếng dừa cũng nhỏ xíu, trời ơi, dừa có bự đâu, thì đó, nhỏ quá hen, kỳ vậy ta, thử nữa. Nó không đưa gây. Sao à. Không khỏe kỳ vậy ta? Mất mùi rồi. Có mùi sữa không? Không, không có mùi sữa. Mẹ, không lẽ tú nó thơm mùi thơm mẹ nó cho mất rồi. Đang tới em hỏi coi. Không có mùi sữa. Tú theo bỏ sữa vô nó thơm. Có mùi sữa chứ. Rồi thêm này mất vị giác nữa. Đâu đưa tôi hỏi coi. Ừ. Vị giác hết rồi. Đâu con hỏi có nghe mùi sữa không? Thường thường nếu mà mùi sữa dữ lắm. Con sữa hôi gừng hả mẹ ơi. Có mùi sữa không? Em hỏi thử rồi. Mất vị giác nữa đi. Mất mùi hết rồi. Có mùi không? Thấy chưa? Không có mùi sữa rồi. Không có mùi. Mình cậu chú ý nghe à mấy người. Không có mùi. Vậy chị không nghe mùi sữa luôn. Sữa nó hôi vậy mà nó không sữa. Nghe thiệt. Không có nghe mùi sữa. Sợ tới tôi. Thì đây hộp sữa ra em hỏi coi. Sữa, sữa. Có mà. Có mùi sữa không? Thôi. Nghe mùi sữa không? Thôi thôi à. Bệnh nó mới mất vậy, tự nhiên chị mất vậy. Đầu tôi hỏi rồi, hơi hơi à, có một lần nhớ mùi sữa của Đà Nẵng mà. Xích dầu vô không biết mùi dầu. Thôi thôi bà. Gà không nghe mùi sữa. Thẩm chị không biết mùi dầu luôn, xích cái mặt nó nóng luôn. Ủa không có nghe mùi sữa. Chết mẹ rồi. Ủa sao ba mà nó nghe vậy vậy? Không có mùi sữa, chứ mùi sữa là thơm dữ lắm. Không có mùi sữa. Ủa đã hửi có mùi sữa không? Đã đã hửi tâm này ta biết tôi rồi mà. Trời ơi nó hôi vậy mà không có mùi sữa. Hôi sữa rồi mà. Trời đất ơi gì kì vậy? Tại mình bệnh mình còn bị giấy. Đâu có gì. Chết rồi. Em không không. Tôi ngồi nguyên một vậy. Tôi nhớ một lần ra thơm. Tôi nói em không không nè. Có không à. Không có mùi sữa đó. Thơm lắm. Em không nghe mùi gì á. Qua mùa. Ôi. Cái nhỏ này. Làm chim ra khó luôn. Mày tưởng đâu có bếp lửa hay gì vậy? Nó bực cái cháy là chết luôn. Cháy rồi à? Cháy. Nó tắt rồi. Cái ghế ke chứ đâu phải hả? Còn lên khối rồi, còn bà dục là nó không hồng. Cháy chết luôn. Rồi nha. Tim nó xì khói. Chị cứ chậm nữa đi đi đi. Đâu có chưa à? Con là được á. Con là để con đi. Ủa sao không nghe mùi tú? Nãy có nghe mùi khác. Không lẽ sữa này cũng giả ra. Không biết. Giờ làm lại sữa không nghe mùi thấy được. Cái mùi gì á? Cái gì vậy? Mày hùng quá hả? Sao vậy? Bây giờ nó mất vũi quá. Không có thẳng đâu mà sợ. Ô về. Ô về lố lăng quá. Ông giờ có nghe thơm rồi chưa? Đó. Vậy là chưa. Thường theo bỏ sữa thơm dữ lắm. Một lần tôi bỏ, ví dụ vậy là tôi bỏ tới ba nè, ba ấy luôn mà con này vừa là bỏ nè. Nửa hũ. Nửa xanh. Dầu gió xanh. Thì chắc cùng mặt mắt luôn mà bị nó trên đây đang gặp tôi mũi nè. Mà nó cái mặt nó còn nó mắt. Không có mùi gì hết. Không có mùi gì. Màu tím luôn á.
Đúng rồi, sao ban đêm mới bị nghẹt mũi nha, ban ngày không có. Mà sức chưa mà cứ vậy chắc ăn hết chưa Tú? Hết rồi, em tét một dạch rồi mà. Sao sổ sổ đục đâu rồi? Đó, giờ Tú sẽ tay mạnh nhất trong nhóm. À, để ấy sửa ấy quên cho nó bung lên. Đó. Đây. Còn cảnh. Nãy 4 giờ á. Giờ mấy giờ? 8 giờ. Đây. Không, mình nhắc xuống là quý khán giả. Đây, mà tới công rò quà. Công rò quạt. Quạt để cho nó khô mất. Mà nó bung lên. Ủa giờ biết mùi hay chị Chính? Em vẫn chưa nghe mùi như chị Chính. Hồi nó bung mình nửa chảo này nè, có tin không? Không. Nửa chảo. Cái gì xảy ra luôn? Bậy à. Rồi ơi, giờ nó bung rồi nè, nó khô rồi nè. Này khỏi còn quạt máy. Vậy là vừa nó mới mềm. Chứ mà nếu mà mình để cho đào hoài cho nó bông ra luôn. Mà nói đâu dữ rồi Tu. Không thì nữa chẳng bỏ đường lại chứ. Trời ơi, vậy nó bông ra đẹp nghe luôn á chị Chánh. Ừ, sao bỏ đường lại. Vô bông đường chả nha. Trời ơi, đẹp không? Má không Tu? Nhỏ quạt đổ mồ hôi, con nhỏ ngồi đây nó không đổ mồ hôi. Ui, chị đỡ tốn biết nhiều điện. Tốn biết nhiều đỡ, tốn biết nhiều điện. Ờ, à, Tú nó nhiễu nó biết hay dạ? Vậy, nó nhiễu kìa. Ủa, bà có không vậy? Vậy à. Đường nó ra chị. Không, mình khổ à, đẹp cái thơm. Rồi, ok. Nó giống cọp. Ừ, ngon dạ. Béo dạ. Dạ. Thơm á. Thơm rồi đó. Ôi dẻo gì mềm gì ngon nè. Bởi vì mình phải làm thêm bữa tới đó. Thôi đi chặt buồn nữa đi. Trời ơi. Nè để làm màu. Không nó hết chắc rồi. Đó. Ngồi nó ăn hoài luôn quý thôi dạ. Ừ. Ủa vậy cái màu sữa đẹp quá ha. Ừ. Vậy thôi ngồi đó. Đó. Để lên một bên. Đem lên chảo để dễ Tú. Như vừa kèo phải không? Đúng rồi. Đem chảo để. Chảo để cho tan đường. Rồi. Ngồi qua. Đem lên chảo để. Nó kêu đem lên bếp để kìa. Vậy à, nó tan đường ra à. Để đi con. Trời ơi, mai mình phơi nắng nữa. Mai phơi nắng gì Chính? Mai phơi nắng đi. Mà cho đi phải không? Ừ. Rồi xong. Ôi cho hao dữ rồi, bóng hoài á. Ngon quá. Thế nữa. Lên sách cho chủ nhà. Nói mẹ cho gửi, cho mẹ con gửi. Cho chủ nhà. Chị ơi. Chị Bảy ơi. Mình đem lên. Thấm thoát là mấy tiếng đồng hồ. Mình sao. Ôi nó thích chỗ quá trời. Đang hát nước. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi bà hai. Ăn đi cho Hiệp, ăn đi đây nhóc hả. Ăn đi trong ý, ăn đi. Không ăn nữa. Giờ cái nhà này ngộ gì đâu á. Trời không rồi vợ lưỡi mới đưa ta hai. Bà ăn thử cái nấu ngon không? Không, ta không ăn. Trời ơi. Trời đất. Rồi lấy trái cho Hiệp ăn đi. Lấy trái ăn đi bà. Uống mẹ luôn mà cho ăn. Ăn này mát. Để ăn mấy người ăn nó mát nó mới uống. Lên ký. Rồi cậu. Mình sẽ mời quý khán giả dùng rau câu dừa.
Dạ con. Ngồi đâu cũng được. Đây đây. Con ghế đây nè. Review rau dừa đi bà con. Đó ha, mình mời quý khán giả nha. Cho chị Bảy ăn, để chị Bảy rên lên. Ăn cái đi. Con mình ăn cái. Con có ấy ha. Thơm ngon mà bạn nha. Ừ. 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 Ôi ơi, Tân ơi. Ủa sao béo ăn này? Ăn mà nhắm mắt tắt đâu. Khóa con. Ừ, ừ. Ngon lắm, ngầu nó lên chảy gì nãy. Nó bỏ khỏi đời nó cũng quá trời. Ngon, ngon, nó ngọt. À, vừa tới luôn không? Đủ ừ, không? Vừa tới. Cả nhà trời ơi. Nó đặc quá mà nó mát. Trời ngon quá trời, nay đang tháng 3 nữa nè. Ăn nực dâm mà ăn rau câu dừa nữa. Ủa mới đây đứt nửa trái hả? Trời ơi. Ý là bà nói gì đó. Này đó, đâu có ăn được. Mà phải ăn được không? Trong gieo luôn. Ừ. Từ từ. Nước dừa thiêu mà nó ngọt thanh ha. Ừ. Ngọt hơn nước dừa thơm. Ăn được. Được luôn. Nè, dâu. Đó, nó không biết đúng rồi, nó đâu biết uống cái nước dừa này. Tạm. Đi, quý khán giả. Đây là mình sẽ mời quý khán giả dùng thử với trái dừa ở miền Tây của mình. Là trái dừa này là cái vừa nãy á, là mình dư á, nước á, nước á, dư á, thì mình làm rau dừa, còn cái á, thì mình làm mứt để mình bán cho một bà chị à, mình gửi đi nước ngoài thì ăn ngon á thì nhớ ủng hộ, còn không ngon á thì cũng ủng hộ dùm luôn. Quầy giống kìa, nó không ngon, quầy lại chửi em rồi. Chứ thật ra là rất là ngon quý khán giả. Đây là mình sẽ review cho quý khán giả. Không biết ngon không mà xào nửa chảo rồi để nó thử vòng quanh xong. Test, test. À mình sẽ mời quý khán giả nha. Test. Đây. Review. Nó test F0 đó nhìn nó xài gì vậy? Review, cái này gọi là review. Đây. Mình sẽ mời quý khán giả nè, đây nè. Trời ơi, tôi nói ngon lắm quý khán giả, coi nè. Xuất sắc không? Wow. Ào, ào, ào con. Đây, đây. Đây, đây. My god. Đó, trời ơi. Mời nha. Đây tôi sẽ dùng. Nào. Nó mịn, nó mát tới đầu, nó mát từ đầu tới đầu. Bây giờ nó mát tới rồi. Tới đây. Đây quý khán giả. Đó, trời ơi nó mềm. Nó mềm. Dạ. Mẹ ăn hết một trái rồi nó rồm rà nữa. Con ăn no thì không nổi thì mới ăn nữa, nó no. Nó có cái gì trái dừa, dừa non á. Nó béo quá. Ngon. Ừ. Ăn xong nào những người nào mà ở xa quê đó quý khán giả, trong ngoài nước á, về miền Tây gặp nhà chị Chính thì anh đổ ra con dừa cho quý khán giả ăn. Hai người này đổ, hai người tôi đi, mấy tôi thưởng thức cây ông phụ vô ngoài không à. Bao ăn luôn, có nước tối thì lạnh thì làm thì làm, chứ mày không biết mát. Trời ơi, nó mềm y như dạng như là tàu hũ vậy hả chị? Ngon rồi ha. Thật ngon hơn chị nấu hả? Chị nấu nó cứng. Thôi được rồi. Nó có mềm sụm vậy. Mà chưa qua em chỉ cái ba em chỉ là được làm được không? Em nói mà. Được rồi. Ngon. Heo. Heo. Rồi bây giờ bạn suy nghĩ cái món gì nữa chưa? Suy nghĩ ra món gì nữa chưa? Suy nghĩ ra món gì nữa chưa? Nếp nữa hay gì? Nếp, giờ có nếp không à? Em gõ vô nấu chè trôi nước. Đó. Chè đó nước, bữa nào nấu chè đó nước. Đó. Chị ngâm nếp, anh muốn nói là chị ngâm nếp. Nó phải xay bột hả? Ừ. Ngâm là tẻ. Nhiều bột hộp vậy không? Ừ. Ngâm này tẻ, ngâm muối hai bên. Mình xong hết một trái rồi nha. Nè, còn nữa là chị ăn. Thôi được. Ngâm trái. Rồi sao? Rồi ngâm này tẻ rồi mình mới đi xay. Xay gì mới nấu chè đúng không? Nó tâm như vậy. Trời, ba lít được không? Tại nó rồi. 10 lít. Nó làm như cái ốc. Nếp mà làm 3 kg, chè mà làm 3 kg. Cho miếng rắm như vậy. Đúng là cái ốc. Chứ nhiều. 1 kg ăn muốn chết là gì bãi. Công nhận thiệt tình thấy ghê. Trời ơi, 3 cái nếp bà cho nguyên cái lạng luôn á. Đúng rồi, nhiều lắm. Mà nấu ngon, thật sự á. Rồi ăn sao hết. Mấy ký đậu. Hả? Mấy cái đậu. Nhìn nóng như nhân ta. Hai cái nhân đúng không? Ui, cái gì hai cái nhân nhiều chứ hả? Hai người này ở chung được nè. Ý là 30 viên rồi đó. Nấu rồi chè, nấu cho béo nhân ha. Đó. Nhân hợp được không? Ngon. Đầu sầu riêng làm nhân cái thua luôn.
có sầu riêng nữa. Ờ, có sầu riêng nữa, trời ơi còn ngon nữa. 3 lít đi, 3 ký đi. Đổ một đứa nào nữa thôi nè. Ờ, thân hình như vậy hết, chi đòi 3 ký nữa. 3 ký được. Ba bắt đầu mờ đó. Đây, quý khán giả rau câu chúng em đây. Thành phẩm, ta ta ta. Rồi, một lần nữa chân thành cảm ơn gia đình Duy Chính đã cho mình vô đây trải nghiệm nấu rau câu dừa và làm cái chảo mứt dừa rất là ngon. Đây những mình vô dừa nè, xong rồi. Mình chân thành cảm ơn gia đình Duy Chính và chị Bãi là người review cho mình. Chỉ là cái gì làm phải ngon mà bé chỉ là người thưởng thức chứ mà là chị không bao giờ thưởng thức đúng không vậy? Chè là phải ăn béo. Đó, thấy chưa? Xíu dừa. Nó đó, ăn chuẩn béo bị mà. Tới là cái nồi chè là ba màu thì cả nhà có ai đặt chi tầm ơn giúp dẫn giúp bả làm 3 ký. 3 ký là ăn không hết đúng không vậy? Ủa rồi bữa nào không nấu. Rồi bữa nào bữa chào chị rảnh là em vô à. Đừng nói ngày mai nha. Giờ ngày mai chưa ngâm nếp được. Ngày mai xăm nếp tẻ ngày mốt bữa kia nấu đi. Đó bây giờ là bàn. Cũng hai hai đêm nó ngâm nước muối tẻ cho căng viên chè. Rồi mình sẽ hẹn quý khán giả vào clip sau. Bye bye, see you again.